Mai mốt anh ghé. Anh về nha. Anh về nha, mốt nhớ lại ủng hộ em á. Bà Phương vẫn còn ở đó hả em? Bà đi rồi, không hiểu sao tự nhiên bà kêu cả bọn đứng dậy rồi đùng đùng bỏ đi hết. Sao bà nói bà trả tiền ba suất mà? Bà ấy vừa có điện thoại gọi về gấp. Phê, mày ở đây trông tiệm giúp anh. Còn việc thu tiền và đón khách, mấy em tự xử lý. Dạ. Anh đi công chuyện với chị Diệu Linh một lát. Thôi không sao đâu anh, em tự đi xe ôm được mà. Thôi mà, để anh giúp một tí được không? Đi. Hôm nay là ngày khai trương. Vì để bọn em, anh nhìn con mụ ấy. Anh nhìn như vậy là đúng. Ba con của ông Bảy quyền hành như vậy mà còn sợ bà ta nữa là. Sao em biết cha con ông Bảy sợ mụ ta? Thì hồi bữa em hát ở nhà hàng lơ lửng, rồi bà tới bà quậy, ai cũng sợ bà hết. Em cứ tưởng ba con ông Bảy sẽ trừng trị được bà ta, cuối cùng phải xin lỗi giàn quà. Cứ cái tính cách như thế, thế nào con mụ cũng bị đánh cho lê lết. Chính mắt tôi thấy nè, nó đang thu tiền của khách tới gọi đầu. Kìa, nó về kìa. Có cả vệ sĩ đưa đón, thấy ghê không? Mấy người làm gì trong nhà tôi vậy? Chúng tôi đến đây cho ba cô nợ thêm thời gian nữa. Nhưng vô tình á, sáng nay tôi thấy cô ở cửa hàng Linh Diệu. Biết gia đình làm ăn khấm khá nên chúng tôi đến đòi hết số nợ còn lại. Cái đó là cửa hàng của người ta, tôi làm gì có cửa hàng. Tôi đi làm thuê thôi à. Làm thuê? Làm thuê mà được đặt tên bản hiệu hả? Tính lừa tụi này hả? Tôi... Thôi, không nhiều lời nữa. Tính tiền gốc với tiền lời, đến ngày hôm nay ông Tư Cầm phải trả là 27.400.000 đồng. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tháng rồi vợ chồng tôi lo trả hết 10 triệu rồi, mà bây giờ tiền lời lên tới 20 triệu nữa thì tôi biết sao là trời. Dây tiền của nhà nước á phải trả lời cao, huống hồ gì dây của tư nhân. Không trả sớm á, lãi mẹ đẻ lãi con. Ông có bán nhà nó không đủ mà trả. Nhưng mà mấy ông ức hiếp người nghèo quá đáng. Làm gì mỗi tháng lại tới 20% vậy? Tôi nói cho cô biết, bước vào gọi đầu chỉ tốn có 50 à. Nhưng gọi đầu xong bước ra, nhân viên của cô rồi có chỉ có một tiếng à, là lãi suất 2-3%. 4-5% thì có. Này ông anh, chuyện nào ra chuyện đấy, đừng dính chuyện cho vay nặng lãi vào việc làm ăn của chúng tôi. Đó, anh này anh nói nè, việc làm ăn của chúng tôi như vậy là con ông có cửa hiệu. Không có nhiều lời nữa, lấy tiền ra. Thế anh ơi, thế anh thà cho ba má tôi đi, chừng nào tôi có tiền rồi tôi mang qua tôi trả. Tôi đòi á là đòi ông Tư Còm chạy xe xích lô ở chợ, chứ không có đòi tiền bà chủ tiệm hớt tóc thanh nữ. Bà chủ tiệm có tiền á thì bỏ tiền ra trả giúp, bằng không á thì tôi phải xích đồ. Nhà chả có cái đất gì mà có tiền. Tạm thời mày lấy chiếc xích lô đi, chứ tivi kìa. Mày xức nợ tao vậy hả? Hả? Tao thiếu nợ mày, từ từ tao trả cho mày, làm dữ vậy? Mày làm giùm xức nợ tao vậy? Hả? Tao nói với mày rồi mà. Mày ba. Mày dám đối xử người già như vậy hả mày?
Mày là ai mà dám xíu vô chuyện của tụi tao hả mày? Tao chẳng là ai cả. Tao chỉ giúp ngươi già thôi. Tụi mày hả? Thôi, dạ mời ông ạ. Em chào anh Bảy. Em vừa mới đi ngang qua cửa hiệu hớt tóc. Khách khứa thì không có, mà cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Sứ với con Diệu Linh đâu cả. Chắc là rủ nhau đi hú hí đâu đó thôi. Dạ. Alo, có chuyện gì vậy? Dạ thưa ông Bảy, tụi con đến đòi nốt khoản nợ của thằng Tư Còm. Nó không trả mà còn chửi bớt mất dạy lắm. Anh em của mày mà cũng bị nghe chửi hả? Dạ, nghe chửi thì không sao, nhưng mà thằng chó bộ con Diệu Linh á, binh vực thằng Tư Còm. Nó là thằng nào vậy? Thằng nào con không rõ, nó giọng Bắc. Hai tụi mày đánh cho nó một trận te tôi rồi chứ gì? Dạ không, tụi con phải xin ý kiến của ông Bảy, sợ đánh nhau công an đến phiền phức lắm. Thôi đừng có khoác lác nữa, chắc là bị nó đánh cho bể đầu rồi chạy về đây cầu cứu ông Bảy phải không? Dạ nó có võ. Xin ông Bảy cho anh em thằng Lực thằng Lưỡng giúp tụi con một tay. Dẹp đi, tụi mày phải tự lo cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay á, không được động chân động tay nghe không? Dạ. Bộ có chuyện gì hả anh Bảy? Hai đệ tử của tôi mới vừa bị đánh, nhưng mà tôi lại thấy nó hay hay. Nó gửi cho tôi một kiểu thu nợ mới. Dạ. Anh đánh người ta như vậy là anh làm khổ ba tôi rồi đó. Sợ gì nó? Anh ở đây xem tụi nó dám làm gì nào. Thôi cậu về đi, nếu mà tụi nó có tới đó, vợ chồng tôi lại lục xin xỏ nó. Cùng lắm mà tôi nhờ chính quyền. Thôi cậu về đi, tôi cảm ơn cậu nhiều. Cái bọn đầu trộm đuôi cướp đó, nó lợi dụng danh nghĩa bảo vệ rồi hà hiếp người ta đó cậu. Hay hôm nay anh về cửa hàng đi, rồi anh nhờ ai đó thay em được không? Ừ, thôi anh về. Mà này, nếu mà tụi nó có quay lại, em gọi điện cho anh liền. Cần thiết anh đưa tụi nó đến công an để xử lý bằng pháp luật. À, xin phép hai bác cháu về. Thôi cậu về đi. Cậu này là ai vậy con? Con mới quen ảnh chừng nửa tháng nay thôi ba. Mà còn cái tiệm gội đầu là sao vậy con? Là của ảnh đó. Ảnh thuê con làm thu ngân. Hôm nay khai trương cửa hàng, con nhận được điện thoại của ba, con sợ quá nên nhờ ảnh trở về thôi. Trời ơi, khổ quá. Chắc phải bán cái nhà đi, tìm nơi khác mà ở thôi. Má, sao số mình khổ quá vậy má? Ah!
tấn công đi. Tiếp, 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 tiếp. Một, tới đất về đi. Tới em. Nữa. Nào. Một. Một. Tiếp tục. Một. Tiếp tục nữa đi. Tiếp tục. Một. Nào, tiếp tục. Tốt lắm. Anh Dũng. Anh Dũng. Đi. Anh Dũng. Dạ, có người gửi anh cái này. Hai cậu tự đặt với nhau đi. À, cảm ơn. Dạ. Sao không? Có trúng vết thương không? Trúng chỗ đau. Có sao không? Không sao đâu. Các anh em đứng dậy. Nhanh lên. Tập trung tất cả về phòng. Có chuyện quan trọng. Dạ. Sao? Từ khi mở dịch vụ karaoke đến giờ thu nhập tốt chứ? Dạ. Cũng có tăng chút chút anh. Sắp tới á, chú phải mở rộng kinh doanh. Nửa khách sạn, nửa nhà nghỉ. Khách sạn á, chỉ là cái cớ. Dạ. Còn nhà nghỉ mới là hốt bạc. Dạ, em thì cũng đã tính đến cái chuyện đó rồi. Nhưng mà cũng phải vừa làm vừa nghe ngóng. Chú á, keo kiệt bỏ mẹ. Mình muốn làm ăn lớn á, thì phải bỏ tiền ra để che chắn. Dạ. Mình ăn 10 thì phải cho người ta ăn 2-3, vậy nó mới bền. Dạ. À, em nghe nói là hai quý mình đã làm quen được với mấy ông bên đội chống tệ nạn rồi phải không anh? Nói về thằng hai nhà tôi á, khá lắm. Dạ. Nó không chỉ liên tục mời mấy ổng đi ăn nhậu, mà nó còn moi rất nhiều tin tức về thằng Tươi. Liệu có cứu được chú Lê không anh? Chắc là được thôi. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Dạ. Mà muốn cùng với chú bàn với thần sứ về chuyện khác. Dạ. Vậy em điện gọi nó lên gặp anh. Cứ gọi nó lên đi. Alo. Kêu thằng sứ lên đây tôi biểu.
Sợ đến giờ này mà con Nhi vẫn chưa điện về. Chị, để em. Chị lo ăn cơm đi, hơi sức đâu mà bận tâm mấy chuyện này. Để em có cơ hội rày cái tính hăm hăm của nó chứ. Lắm mồm đấy, gọi nhanh lên. Dạ. Alo. Alo, cái gì mà alo? Mày chưa chết hả? Chị Phượng hỏi sao mày chưa gọi điện về cho chị kìa. Dạ, hôm nay ít khách hơn mọi bữa. Ít nhiều gì thì cũng phải gọi điện cho người ta biết chứ. Tại vì em tính chờ thêm chút nữa, biết đâu nhớt được ông khách sợp như hôm bữa sao. Mày chờ sợp đi, bữa nào nó sợp mày luôn á. Mày trình bày với chị đi. Dạ chị. Được bao nhiêu rồi? Mới được hơn 3 triệu rồi chị. Ít vậy, tiền bo của chúng nhiều không? Dạ, tụi nó chưa báo hết. Nhưng mà hồi sáng giờ toàn khách nhớ dài với dẫn không à. Chắc không có được nhiều tiền bo đâu chị. Nghe chú Tám nói, chú Đức thích uống rượu đế này phải không? Thật ra là vì không có tiền mua rượu Tây uống. Chứ hôm trước được uống mấy cốc ông Bảy cho, ngon ra phết. Vậy thì hôm nay anh sẽ mời chú. Nào, vô. Mời ông Bảy. Hôm nay tôi phải đến gặp chú là vì chuyện mấy thằng đệ tử của tôi bị đánh ở nhà Diệu Linh. Tôi đâu có biết, nhưng bọn nó đều bỏ sự. Chú mà ở vào hoàn cảnh của tụi nó chắc chú cũng không bình tĩnh được đâu. Ai đời khi đến vay thì hứa này hứa nọ, nhưng mà lúc đến hẹn trả thì trốn chui trốn nhủi. Nhưng tôi nghe cô Diệu Linh nói bọn nó cho vay nặng lãi, lãi cao như thế người ta không có tiền trả là phải. Cả cái chợ đó người ta đều vay với mức lãi như vậy, đâu có ai kêu ca như thằng Tư Còm đâu. Nhưng đúng hôm tôi khai trương, nhân viên tôi chưa thu được xu nào. Đã có chuyện như thế, hỏi ông có tức không? Vậy chú Sư à, từ khi gặp chú tôi rất thích cái tính thẳng thắn của chú. Vậy thì hôm nay tôi cũng nói thẳng ra luôn, có phải chú muốn có một cái cửa hàng mà chú lại còn muốn có cả con chị Linh nữa phải không? Tôi không hiểu muốn nói gì. Việc siết nợ nhà Tư Còm là việc của tụi tôi, chú có can thiệp thì cũng chỉ được một hai lần à. Mà chú thường biết, hai anh em nhà đặt lớn đặt bé thì chú trị được, nhưng anh em thằng Lực đấy mà, thì chú chưa phải là đối thủ đáng gờm đâu. Có khi á, bên tiệm thằng Sứ nó gom hết rồi. Chị nghĩ xem, con Diệu Linh nó cứ phơi hàng ngoài cửa như thế, khách nhìn là đã muốn vào rồi. Bấm số để chị cho thằng phản chủ đấy một trận. Thôi chị, để em. Chị này. Alo. Thằng chó, mày đang làm gì đây? Mày đang bận đếm tiền à? Em đã có chút việc, lát nữa em gọi lại. Trong vòng nửa tiếng mày phải đến gặp tao ngay. Coi bộ cô Phượng nóng tánh, nhưng mà cũng không đến nỗi khó dạy bảo. Ông Bảy nhờ mấy việc cổ đều làm tốt hết. Ông cứ vòng vo mãi, tôi phải đi gặp bà ấy rồi. Thì ông Bãi nói luôn đây, chú giúp chúng tôi làm cho con nhỏ Diệu Linh, nói cho bà má nó
bán nhà để trả nợ. Tôi không làm được chuyện đấy đâu. Chuyện đó dễ ợt à. Chúng tôi sẽ cho người đến xiết nợ hàng ngày vậy thôi. Chú chỉ việc rót vào tay cô ấy vài câu đại loại, ví dụ như là gia đình em nên dọn đi chỗ khác ở, rồi mai mốt gia đình anh gửi tiền vào, anh sẽ mua nhà cho em ở, rồi anh sẽ mời ba má em đến trong coi giùm. Đại loại là như vậy. Chú cứ suy nghĩ điều tôi vừa nói. Nếu cần thêm tiền mà, chú cứ nói, tôi sẽ cho mượn mà không cần tính lãi. Tôi đã nói với chị rồi, cửa hàng mới mở, có ít khách lắm. Mày đã nhận làm đệ tử của chị thì làm ăn dù có lời có lỗ cũng phải nộp quỹ. Nộp quỹ để giúp những thằng mới vào chân ướt chân ráo như mày đấy. Tiền trả lương cho nhân viên còn chưa có, lấy cái đách gì mà nộp. Mày hỏi tất cả những đứa ở đây, ai làm bốc vác hay là xoáy được cái ví 500 một triệu cũng phải nộp cho chị mày một nửa. Hay là chấn của con ca ve nào 50, 100 cũng phải nộp cho chị 1/3. Phải có thư có bậc thì bọn bầy xoài mới sợ. Vậy chị định bao nhiêu một tháng? Cứ mang sổ thu chi đến đây, lời lãi cửa đôi. Không được, chị có bỏ đồng xu nào cho tôi mở cửa hàng đâu. Bầy xoài bỏ ra chứ gì. Nó bỏ ra cho mày ấy là để đền ơn cho chị. Không tin cứ hỏi lão xem. Nếu tôi không nộp, chị định thế nào? Thì cứ luật rừng mà tính. Con hổ nhảy sống con cáo thôi. Được, tùy bà. Bà đã nhận là hổ thì tôi là sư tử, sợ đấy gì nhau. Loại còn mặc sườn như thế này. Ba, bốn, năm. Một, hai, ba. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Dạ em chào anh ạ. Ừ. Đông khách không em hả? Cũng như hôm qua anh à. Phải sau giờ trưa người ta mới tới nhiều. Mà này, bọn đòi nợ còn đến nhà em nữa không? Dạ không anh. Thấy chưa, có anh, chúng nó sao dám gây sự nữa. Tụi nó không có tới, nhưng làm mấy cái trò còn thâm hiểm hơn. Bây giờ từ bữa tới giờ, đêm nào tụi nó cũng dứt đầy mấy cái tờ giấy ghi lời đe dọa, với lại như là chửi bới ba má em, quăng đẩy ngoài sân à. Được rồi, để anh tìm chúng nó, cho nó thêm một trận nữa. Thôi, anh đừng có làm vậy. Tụi nó đông như vậy mà anh chỉ có một mình. Có gì đâu mà em sợ. Còn có pháp luật, bà con hàng xóm, anh chẳng sợ bọn nó đâu. Bà má em cũng tính nát nước rồi. Em giỏi quá à. Đâu có gì đâu chắc anh. Phải bán nhà đi quá. Chào em. Khoan hẳn bán. Để anh điện thoại về Bắc. Thôi em về xin tiền nha. Bố mẹ anh. Ừ. Cần thiết cho bố mẹ em vay để trả nợ. Ừ. Hôm trước cô bạn của em cũng đem tiền tới cho ba má của em vay, mà ba má em cũng không chịu nữa. Vậy em định thế nào? Em nghĩ chắc phải bán nhà đi, tìm một nơi khác nhỏ hơn. Mình vừa có tiền
vừa tránh xa được cái lũ cướp đó. Thôi, anh về khách sạn nhé. Dạ. Có gì thì điện thoại cho anh, ok? Dạ. Alo. Việc ông Bảy giao, tôi đã làm ngon lành rồi. Tôi đã thuyết phục được cô ấy bán nhà rồi. Vậy hả? Má nhìn thấy nha. Nhưng ông Bảy phải tạm ứng cho tôi một ít tiền để cho tôi mua cái xe máy tàn tàn tặng cô ấy. Ông cũng biết cái trò thả mồi bắt thính ấy mà. Được rồi, để ông Bảy tính. Nhưng mà chú mà đứng ra giới thiệu mua nhà đó nghe không? Được rồi, để tôi tính. Tôi cũng có phần trăm đúng không? Cái thằng già này vừa khôn vừa đẹp. Bữa nay thầy tập cho trò mà thầy bị no đòn phải không? Khá lắm. Sao? Tập nữa không? Tình hình ở chợ đầu mối sao rồi chú? Càng lúc càng xấu. Anh em đạt lớn đạt nhỏ càng ngày càng lộng hành. Ông Tử Còm đã phải bán nhà trả nợ để dọn đi nơi khác rồi. Sao không thấy Diệu Linh nói gì với con? Chắc là có quẩn khúc gì đó. Có lẽ Diệu Linh nghĩ là đã có chỗ dựa rồi. Có phải là anh chàng sứ không à? Đúng vậy. Con gái nhà già cả tin. Mới quen biết nhau có mấy ngày, chưa có biết gốc gác gì của nhau hết mà đã muốn có người dựa này dựa nọ rồi. Đàn ông các anh thiệt là vô tình. Nếu như em vào trường hợp của Diệu Linh, em cũng không biết phải làm thế nào. Linh gọi em nè. Linh thiệt, vừa nhắc đã thấy. Có nghe điện thoại nha chú. Alo. Chú à, cháu thấy chúng ta nên tách cái vụ án cho dây nặng lãi này ra để làm một chuyên án riêng để trừng trị bọn chúng. Chú cũng thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh khốn khổ của bao nhiêu người là nạn nhân của bọn cho vay nặng lãi ở chợ đầu mối. Chắc chắn là chúng sẽ phải đền tội. Nhưng nếu lập riêng một chuyên án thì cũng giống như một cái nhánh của một cái cây độc vậy. Dạ cháu hiểu. Thưa chú, con đi gặp Diệu Linh đây. Cho anh đi với. Thôi em sợ chuyện phụ nữ, Diệu Linh ngại có anh ở đó. Có gì đâu. Thì khi nào tụi em nói chuyện riêng, anh lại nói chỗ khác. Cũng được. Em nhận thấy Diệu Linh cũng tin tưởng anh. Anh có thể đưa cho cô ấy lời khuyên đó. Chưa thấy lúc này các cháu chỉ nên khuyên nhủ thôi, chứ đừng can thiệp vào việc cô ấy. Dạ, đi anh. Dạ, cháu hiểu rồi. Đi. Nghe bọn nó nói là mới chiều nay thằng Sứ nó mua cho con Diệu Linh một chiếc xe mới cáu cạnh.
Em không hiểu tại sao tự nhiên thằng Sứ nó có nhiều tiền như vậy. Anh Tý không biết là thằng Sứ đi đòi nợ thuê cho lão Lê Tươi à? Cái vụ này chắc chắn lão Bây Sòi đã giúp thằng Sứ rồi. Lão tính mượn tay thằng Sứ chơi chị em mình. Chắc chắn là lão Bảy. Chứ nếu không thì thằng Sứ nó không bao giờ dám vô lễ với chị em mình như vậy. Đúng. Mình phải tìm cách trừng trị thằng chó đẻ này mới được. Tôi cho anh Tý 3 ngày. Nếu như anh không tìm ra cách thì tôi sẽ huy động anh em đập tan cái tiệm của nó. Không được. Chị mà đập phá quán nó thì sẽ xảy ra ẩu đả. Như vậy mình sẽ mắc mưu lão Bảy Sòi. Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ nhờ em Thủy đến tiệm của nó chửi bới cho nhân viên và cả khu phố biết nó là thằng đầu trộm đuôi cướp, nó là thằng tù vào đây kiếm ăn. Cách đó cũng có thể được, nhưng mà mình phải chơi chiêu ném đá giấu tay. Ôi trời ơi, nói gì nói lớn mẹ nó đi, đàn ông đụng vào mặt lột bỏ mẹ. Anh Tý ra quán phở có giúp thằng Tam đi. Dạ. Sao rồi? Lần này gặp đã chấp nối được với Lê Lê chưa? Được. Nhưng mà nó đòi giá cao đấy. Cao là bao nhiêu? Cao mấy chị cũng chiều. Miễn chị thích là chị chiều. Em nghe bảo thằng bồ của con Lê Lê nó ghen lắm. Con à đi đâu hát, thằng đó cũng đi theo đằng sau hết. Chị sẽ nghĩ ra chiều cắt cái đuôi của nó. Theo tin của Lê Phong báo về, Hiền Phù Du vừa có 6 khách đến thư giãn. 3 trong số 6 người đó đêm hôm qua đã xuất hiện, và khi ra về phải thanh toán đến tiền triệu. Vậy là những lá thư tố giác tội phạm của người dân gửi đến chúng ta mấy ngày hôm nay trùng với nguồn tin của trinh sát. Vậy ý anh là sao? Còn sao nữa? Đánh! Tôi chỉ e rằng lực lượng của mình thì hơi mỏng. Anh Cao Dũng báo cáo với cấp trên để xin thêm lực lượng hỗ trợ. Không cần thiết đâu. Với địa hình Phù Du như vậy thì đội ta thừa sức đánh. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Đắc Chi. Nếu bây giờ chúng ta báo cáo với cấp trên để xin lực lượng hỗ trợ thì tôi e rằng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Coi bộ chờ người đẹp sốt ruột quá ha. Có em ở đây anh đâu sốt ruột nữa. Em hỏi thiệt nha, nếu như em tới trễ vậy thì sao? Thì em thấy sao thì anh thấy vậy thôi. Em chả thấy sao hết. Hôm nay đi xe mới nha. Mới mua hả? Không, là xe của cửa hàng, anh chủ cho mượn. Anh chủ học phóng với bồ dữ vậy. Không biết sau này sao chứ bây giờ thấy anh cũng được. Thôi vô đi, Giang Quân đang chờ đó. Ủa, anh Giang Quân cũng ở đây nữa hả? Ngồi đi em. Dạo này anh thấy Dù Linh khác hẳn em ha. Trẻ và xinh hẳn ra. Công việc mới có bận không em? Cũng lúc rảnh lúc bận à. Cũng may là hôm nay ít khách nên em xin về sớm chút. Em, chừng nào mấy ông xuống? Dạ, khoảng cỡ chừng 30 phút nữa anh. Lâu quá. Ủa, anh đi đâu vậy?
anh ráng chờ chút xíu nữa đi, tới lượt anh giờ đó. Thôi. Hay là anh uống nước, em rót nước cho anh uống nha. Thôi. Anh, lần sau anh nhớ ghé nữa nha. Anh về. Đó, tới lượt anh rồi đó. Anh hên lắm đó nha. Cô này là đẹp nhất ở đây rồi đó. Em, đưa ảnh vô đi. Anh mới tới đây lần đầu hả? Ừ. Để em phục vụ anh nha. Qua đây nè anh. Để em cởi áo cho anh nha. Từ từ, anh mới đi nhậu về, còn sai lắm. Đi nhậu thì phải hăng chứ. Anh có nghe ở phòng bên cạnh vợ chồng người ta đang sướng như điên không? Nè, ra lấy giùm anh chai nước. Dạ. Anh uống bia hay là nước ngọt? Uống bia cho nó hăng nha. Gặp anh ở đâu rồi? Em làm nghề này ai mà không quen. Anh hai nó trúng phốt à. Uống đi anh. Alo, các đồng chí xuất phát. Tôi là công an, tất cả giữ nguyên vị trí. Anh điên hả? Công an đến mà đi bật đèn lên. Tôi là công an. Đứng lại. À, bỏ ra. Ra ngoài. Ra đây. Ra ngoài, đứng đây. Ra ngoài. Sát vô. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi sát vô. Ngước mặt lên. Ngước mặt lên. Tôi và đồng chí xuống gặp chủ tiệm làm biên bản. Đó. Bây giờ ai về phòng đấy, thay đồ cho tôi, nhanh, nhanh lên. Ai là chủ tiệm ở đây? Dạ, dạ tôi. Giấy tờ đâu? Dạ. Chỉ phép kinh doanh nữa. Chị là Cù Thị Nhi, đúng không? Dạ, em là Mỹ Nhi chứ không phải Thị Nhi. Nhưng mà trong giấy phép kinh doanh ghi là Thị Nhi. Lúc mới mở tiệm, em nhớ chị em đặt em là Mỹ Nhi rồi mà. Anh Tam gọi lách việc.
mất. Alo Hưng. Alo chị ơi, em vừa sai người mang thức ăn tới cho nhân viên ở phòng du, ở đó đang bị công an khám xét chị lắm. Hả? Cái gì? Chị ơi, Phù Du bị công an bắt rồi. Cái gì? Bị bắt? Vâng. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em cả.